Dobrý večer, priatelia. Vítam vás na prvom verejnom webinári, ktorý vysielame z Českej republiky pre našich spolupracovníkov vo Vietname. Všetkých vás zdravím. Hôm nay là ngày làm webinar đầu tiên cho những người mà tiếng Việt. Čo sa vám rád predstavil, moje meno je František Solár, som členom užšieho vedenia spoločnosti Skyway Capital. Po mojej lavici pán Teo, regionálny kurátor pre Vietnam, bude dnes robiť tlmočenie, nakoľko ja ešte som sa zatiaľ po vietnamsky nenaučil. Xin giới thiệu, đây là anh Nguyễn Sĩ Thế, là người điều phối viên cho thị trường Việt Nam. Đây là người ngồi cạnh bên tôi đây, bởi vì hôm nay là tôi vẫn chưa học được tiếng Việt, khả năng người phiên dịch. Na úvod by som vám rád povedal, že tieto webináre budeme vysielať každú stredu v tomto čase, čiže o 20. hodine vietnamského času. Chúng tôi quyết định là sẽ làm webinar vào hàng tuần, vào ngày thứ tư, vào giờ này, tức là 20 giờ, giờ địa phương, giờ Hà Nội. Je to webinár, na ktorý si budete môcť pozvať aj neregistrovaných klientov, vašich kamarátov, známych, aby získali také prvé, trošku také odbornejšie informácie o našej spoločnosti Skyway Capital. Đây cũng là cái webinar mà các bạn là có thể mời được những người bạn của mình, đặc biệt là những người nào mà chưa biết, những người bắt đầu đang tìm hiểu về Skyway để họ hiểu biết thêm về có những thông tin. Po ľavej stránke pod touto obrazovkou vidíte chat. Prosím vás, napíšte mi tam, či nás dobre počuť, či nás vidie, či je všetko v poriadku. Len takým jedným slovom áno, alebo dajte tam plusky. Nếu mà các bạn mà có thể viết vào giữa cái hàng ghế bên tay trái ấy, là có cái ô chat ấy, các bạn có thể viết vào là các bạn có nghe thấy không? Cứ cho chúng tôi biết với. Tieto webináre to sú tiež jeden z nástrojov, ako rozširovať tento biznis vo vašej krajine, ako z pohodlia domova vaši záujemci môžu získať prvé informácie o našej spoločnosti, o našom projekte, ktorý spoločne budujeme. Có thể nói là cái webinar này là nó cũng là công cụ để cho các bạn tìm hiểu thêm về cái công nghệ Skyway và cũng để cho các bạn, những bạn mới ấy, tìm hiểu rõ, để biết được cái chương trình để mà còn vào học. Postupne pripravíme aj špeciálne webinárske charakteru, kde sa dozviete rôzne technické novinky, dozviete sa viacej o usporiadaní spoločnosti, dozviete sa najnovšie informácie a tak ďalej. Budeme vás o tom samozrejme včas informovať. Chúng tôi sẽ thông báo cho các bạn về các cái thông tin kỹ thuật, thông tin về những gì xung quanh vấn đề dự án, cũng về Skyway, chúng ta sẽ báo được cái cách truyền tải sớm. Chcel by som na našom tomto prvom webináre, lebo to je taká slávnostná chvíľa aj pre mňa osobne, aj pre vás, že ste získali takýto nástroj, privítať aj kurátora Českej republiky, vedúceho pre Českú republiku, pána Milana Trčku, ktorý sedí vedľa nás.
No, samozrejme, že tak ako býva zvykom na týchto prvých webinároch je problém s technikou. Trošku ma vypadáva sieť, ale dúfam, že teraz nás počujete, vidíte. Dajte mi odkaz do chatu. Cái tình hình kỹ thuật nó hơi đấy, cho nên là cái sóng đôi khi nó cũng bị mất. No neviem, ako to pôjde ďalej, ale aspoň sa vidíme, pokiaľ sa vidíme. Ja by som ešte na úvod povedal, že som veľmi rád, že sme vám poskytli takýto ďalší nástroj na rozvitie vášho obchodu. To cũng rất là vui khi mà các bạn có được một cái công cụ mới để thực hiện những cái cuộc ngành kinh doanh của mình. Lebo pokiaľ sa registrujú do nášho projektu noví ľudia a nevedia ešte hovoriť ďalším záujemcom o našom projekte, nemajú tie informácie, má jedinečnú možnosť každú stredu si pozvať tých nových ľudí, tých nových záujemcov, práve aby si vypočuli prezentácie z prvej ruky. Các bạn nào vừa mới bước vào lĩnh vực này á, mà còn thiếu thông tin, chưa biết là phải làm việc như thế nào, phải nói như thế nào với những khách hàng của mình, những khách hàng mới của mình để họ làm được ấy, thì đây là một công cụ để hỗ trợ cho tất cả các bạn. Na samozrejme, my sa budeme snažiť, aby niekoľvek z vás ve Vietnamu tých lídrů se připojilo a začalo dělat vlastní prezentace, vlastní webináře, aby naozaj čím více lidí ve Vietnamu poznali, co je to za projekt, aby měli prvoradé informace. Sau này mà các bạn, trong số các bạn, những người nào mà có khả năng đi truyền tải có thể các cái thông tin và đưa ra những cái đưa được những cái thông tin mới để về cho các bạn bè mới mình ấy, thì để mà phát triển hệ thống ra thì cũng rất là chào đón người đấy. Momentálne mi je trošku ľúto, že je tu slabý internet, ale ja by som začal už s tou priamo prezentácií. Víme dobře, že společnost Skyway alebo tento projekt, který dělám, je celosvětový projekt. Có thể một cái là chúng tôi đã chuẩn bị rất là kỹ càng về cái hồ sơ tài liệu. Vì đây là một cái dự án mà có thể dự án toàn cầu. Pan Junický v roce 2014 přijal rozhodnutí, že celý tento projekt se bude financovat takzvaným crowd investmentom, takzvaným všeludovým financováním. Và từ năm 2014 thì ông Junitsky đã quyết định là sẽ tài trợ vào cái đầu tư vào chương trình này bằng cái hình thức đầu tư đại chúng hoặc tiếng Anh gọi là crowdfunding. Celá ta etapa vývoje technologie, celá ta etapa skúšek, testů, certifikací byla etapa. Mọi cái công việc chuẩn bị cho đến lúc thực hiện mà có thể lên được sàn ấy thì họ chia ra làm tổng tất cả là 15 giai đoạn từ lúc khởi đầu đến lúc kết thúc. Momentálne sa nacházíme v 12. etapie a za velice krátkou dobu podľa mého mínení ešte jednu přejde společnost na 13. etapu. Ještě jednou. Já to nerozumím.
Takže pomalu, je to představit. Ty musíš mluvit více sem, ticho do předu. Ty jsi ty sluchátka, ty jsi důležitý. Nevím, co bude slyšet. A mluv do toho. Ano. Như vậy thì mọi người có nghe được không ạ? Có người bảo là anh Nguyễn Văn Nghĩa thì bảo là không nghe mà không hiểu. Ở đây ấy, thì có thể nói là một cái dự án của giao thông toàn cầu. Cái dự án này là giao thông ở trên cao, thì như các bạn đã nhìn thấy. Vidíme, že projekt Skyway je globální celosvětový projekt pro novou generaci dopravní technologie. Như vậy là chúng ta hiểu thấy là cái dự án Skyway ấy, đến một dự án toàn cầu, dự án giao thông trong cái thế hệ mới và những cái do của một ông nhà khoa học vừa mới nghĩ ra. Je velice důležité, když mluvíte s vašimi potenciálními klientmi, abyste za každým zdůrazňovali výhody této technologie a užitkové výhody technologie. Nếu mà chúng ta có thể giới thiệu cho các bạn bè mình ấy, thì chúng ta nên nói về những cái lợi thế của cái ngành công nghệ này. Cho những cái ưu điểm của ngành công nghệ này cho các bạn là chúng ta cùng được chia sẻ để cùng biết. Mezi první velikou výhodou naší dopravní technologie je, že se staví na druhé úrovni na zemi. Điều quan trọng mà chúng ta nhìn thấy là cái loại giao thông này ấy, là nó được chạy ở trên cao, ở trên tầng thứ hai. Ako máte možnosť vidieť, my môžeme jednu kolejnicu, jednu zložitou kolejnicu využít na několik druhů dopravy, na nákladní dopravy, osobní dopravu, vysokorychlostní dopravu, meziměstskou dopravu. Như là với ngành công nghệ giao thông đường dây này ấy, là có thể chạy được mô hình nhiều các loại mô hình khác nhau cho giao thông cao tốc, giao thông ở trong nội thành hoặc là giao thông chạy được cái vùng vùng miền núi hoặc là những cái vùng là trong công viên chẳng hạn. Samozřejmě víme, že autorem této technologie je Anatolij Eduardovič Junický, který je ruský vědec. Như chúng ta thấy là cái tổng công trình sư người mà tác giả của cái chương trình là ông Anatolij Eduardovič Junický. Là một người khoa học gốc miền Nga và đó là cái tổng công trình sư Skyway này. Samozřejmě za to jeho celoživotní práci, kterou udělal, získal nespočetné množství ocenění. Là trong một cuộc đời cống hiến cho khoa học thì ông Junický đã giành được bao nhiêu hàng loạt các giải thưởng qua những cái công trình khoa học mà tham gia là những công trình điều hành đang dự án của bên Liên Hợp Quốc thì ông Yuriska đã được rất nhiều các loại giải thưởng, ví dụ như là các xe gọi là cỗ xe vàng hay là các cái giải thưởng của cái thương hiệu Nga này, thương hiệu là hiệp sĩ khoa học nghệ thuật này. CPC chia sẻ. Thế hỏi các bạn là có nghe được không ạ? Yes, Richard. Ok. Více než 40 rokov zaoberá s touto strunovou technologií. Trong vòng bao nhiêu năm nay, 40 năm nay, ông ấy nghiên cứu và để ra được cái ngành cái công nghệ gọi là công nghệ đường dây. Proč mluvíme o strunové technologii?
Tại sao lại chúng ta lại nói về cái công nghệ đường dây? Máte možnosť vidieť kolejnici? Như vậy là các bạn có thể nhìn thấy cái đường đường dây, cái đường 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 dây để dùng làm đường dây mà trên đường tàu nó sẽ chạy. Uvnitř tejto kolejnice sú natáhnuté oceľovo-uhlíkové struny, dráty. Ở trong cái đường đường dây ấy, là nó có những một các loại đường dây nhỏ ở trong đó và đường khí để bên trong Oni sú ukotvené na kotvících stožárech. và cái đường này ấy, là nó sẽ được bắt qua các cái cọc trụ, các mố trụ. Môžu byť na vzdialenosť až do 5 km od sebe. Các mố trụ này có thể là cách nhau xa đến 5.000 mét. Vnútrejšok uvnitř tejto kolejnice je speciálna betónová zmes. Cái đường dây này có thể nói như sau, đấy là nhìn thấy cái vỏ hộp, cái vỏ của đường dây này, và bên trong ấy là có những cái đường dây, cái loại dây dẫn và cũng là dây chịu lực, và ngoài ra thì ở trong cái hộp đấy cũng được sẽ được đóng bê tông lại, Teraz zabezpečuje dve veci. thế là nó sẽ đảm bảo cho được cả hai 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 vấn đề. Jednak je to opatření proti vnitřní koroze. Thứ nhất là để chống sét rỉ, tức là không khi mà cái sắt nó không có tiếp xúc với cái không khí ấy, thì nó không bị sét rỉ. A druhá věc, tato speciální betonová směs tlumí hluk. Và thêm một điều nữa là cái bê tông này là nó sẽ làm giảm, có tác dụng làm giảm cái âm thanh. Momentálne naše dopravní systémy, oni jezdí pod hlukem kolem 60 decibelů. Là với cái công nghệ này á, là chạy trên đường ấy thì nó chỉ còn tính là còn khoảng 60 70 decibel, Jak když doma vysáváte. cũng giống như kiểu là cái máy hút bụi ạ. Vrch té kolejnice pokryt takovou hlavou kolejnice, která je velice hladká a po této části se točí kolesa našich unibajkov Như các bạn thấy ấy, là cái đường dây này là cái mặt trên nó có cái mặt mà trắng bằng thép ấy để cho tàu chạy trên đấy. unibajkov a unibusov. Samozřejmě společnost Skyway věnuje vysokou pozornost této dopravní technologie bezpečnosti. Skyway là đặc biệt là rất là quan tâm đến vấn đề an toàn, là cái vấn đề an toàn lên làm đầu. Máte možnost vidět boční kolesa proti vykolajení. Đây là các bạn có thể nhìn thấy là cái bánh cái mà nằm ở bên hông ấy, mà nó có nhiệm vụ là chống chống lật chống nghiêng. Je to jediný dopravný systém, který na základě patentu motokolesa dokáže vyrábět aj elektrický proud. Và cái này đều đặc biệt, nó vừa vừa chạy vừa hoạt động, lại còn vừa phát triển ra cái ngành năng lượng nữa, là phát điện. Ohromnou výhodou naší společnosti je, že řeší problém dopravy globálně. Một cái điều lợi thế nhất của cái ngành của ngành Skyway ấy, có thể nói là một cái giải pháp giao thông và cách trọn vẹn tổng thể cho đủ tất cả các loại mô hình của giao thông ấy. My máme řešení pro městskou dopravu, pro nákladní dopravu, pro vysokorychlostní dopravu i pro turisticko-rekreační dopravu. Là chúng tôi làm ra những cái giao thông dành cho cái đường nội thành này, con đường cao tốc này, thậm chí là trên núi này. To je ohromná přednost společnosti, že se nezaměřujeme na jediný segment. Như vậy có nghĩa là đây là một cái lợi thế đặc biệt quan trọng, khi mà chúng ta không cần phải chú trọng vào một cái ngành cái ngành nữa. Představte si, jak jednoducho můžeme vybudovat městský dopravní systém za pomoci těchto unibajků, lehké konstrukce.
Các bạn có thể nhìn thấy cái lợi thế của Skyway này không? Là chúng ta có thể xây những cái đường Skyway ngay ở trong thành phố cách rất là đơn giản và có hiệu quả. Jak lehko můžeme vybudovat systém nad vodními nádržami do chráněných parků, aby se nepoškodzovala příroda. Có nghĩa là những cái tàu này ở chúng những cái nơi mà cái ao hồ trong thành phố rồi những cái khu bảo tàng này có cái khu bảo tồn này, nghĩa là nó không làm hỏng cái môi trường xung quanh. Samozřejmě předtím, jako teďkom začínáme budovat adresní projekty, společnost absolvovala několik velice významných výstav. Bây giờ là cái công ty để trước khi mà ra được những cái dự án thì đã tham gia rất là nhiều các cái hội chợ hay triển lãm. Před dvomi rokmi v roku 2016 jsme byli prvníkrát na celosvětové výstavě Inotrans v Berlíně. Cách đây 2 năm, vào năm 2016, thì Skyway đã có mặt ở trong triển lãm tại Đức, triển lãm giao thông toàn cầu, là một cuộc triển lãm lớn nhất thế giới. Kde jsme prvníkrát vystavovali náš Unibus a Unibike. Và cái lần đấy là chúng tôi đã giới thiệu ra cho trình làng cái hai loại Unibus và Unibus. Unibus Unibike. Unibike. Které už teďkom jezdí Ekotechnoparku v Minsku. Những loại tàu này hiện nay nó đang đã chạy ở trên cái công viên công nghệ sinh thái. Tuto byl náš stánek. Đấy là cái trong cái quầy triển lãm của công ty. Pan Rothbuk, bývalý minister dopravy Južné Austrálie, byl účastníkem též této výstavy. Các bạn nhìn thấy trên màn hình, đây là ông Rothbuk, là người Úc, trước đây là bộ trưởng của bên chính phủ Úc. Jak už určitě víte, tento rok jsme vystavovali na výstavě Inotrans 2018 v Berlíně náš Unilot, vysokorychlostní dopravu s rychlostí do 500 km za hodinu. Nên là Skyway đã tham gia và có triển lãm. Rút cái mobile. Có tham gia triển lãm là có hai loại mô hình, tức là một loại hình là Unibus và Unilot, tức là tàu cao tốc. Tàu cao tốc này có thể chạy tới 500 km/h. Tento výstavy nám pomohli k tomu, aby se odborná veřejnost dozvěděla o technologii společnosti Skyway. Nějaký cuộc triển lãm nó nhằm tác dụng là để cho cái giới khoa học người ta bắt đầu để ý đến cái công nghệ và để giới thiệu ra cho đại chúng. Samozřejmě tyto události té zahrnujem do těch předností, do těch výhod technologie Skyway. Thì chắc lẽ là có thể cho chúng ta thấy được cái lợi thế của cái công nghệ này nó như thế làm sao. Ve světě neexistuje dopravní systém, který by mohl využívat jeden kolejnicový systém na čtyři druhy dopravy. Trên thế giới có thể nói là thế này chưa có một hệ thống giao thông nào mà có thể xử lý một lúc mà bốn cái kiểu cái mô hình giao thông. Na jedné kolejnicové estakádě můžeme prevázkovat vysokorychlostní dopravu, meziměstskou dopravu, nákladní dopravu a i samozřejmě spolu s turisticko-rekreační dopravou. Có thể lý là thấy là bằng một cái mô hình đấy thôi, một đường đấy thôi, nhưng mà có thể kết hợp được bao nhiêu loại mô hình của giao thông. Giao thông đây là giao thông đường cao tốc này, giao thông đường trong nội thành này, giao thông của cái
trên núi này hoặc là các cái công viên này, này còn giao thông vận tải hóa. Hlavní výhodou je, že táto kolejová estakáda 1 km v našom provedení stojí od 1,5 do 3 miliónu dolárů. Một cái lợi thế của cái công nghệ Skyway là cái giá giá thành. Tùy theo cái mô hình, tùy theo cái yêu cầu, theo kiểu loại nơi nơi nào đó. Ví dụ là cái khu đông người hay là ít người, khu đồng bằng hay là núi núi để mà thì dẫu sao thì có thể nói một cái là tóm tắt là cái giá của giá thành của cái Skyway là quá rẻ khi mà chạy đường mà cao tốc ấy thì nó có thể lên đến chỉ có lên khoảng khoảng là 3 đến 5 triệu. Opět se podařilo systému nás vyhodit. Budeme pokračovat. Například takáto estakáda, 1 km estakády pod systémy magneticko-levitujících vlaků stojí, začíná ta cena od 50 milionů dolarů. Nếu mà so sánh với các loại giao thông khác thì chúng ta thấy là ví dụ như là loại tàu trên biển từ trường ấy thì nó giá của nó bắt đầu từ 50 triệu đô la một km, mà trong cái đó của chúng ta chỉ có mỗi 3 đến 5 triệu. Čiže to je ohromná výhoda našej technológie, že sa postaví za o mnoho levnej než tí druhý dopravní technológie. Như vậy có nghĩa là cái lợi thế của chúng ta là về giá cả. Với cái này chúng ta là có thể là vô địch. Không có nghĩa là có thể là Samozrejme, další ohromnou výhodou našej technológie je, že sa staví bez inženýrskych, bez přípravy inženýrskych sietí. Như các bạn nhìn thấy với cái lợi thế của cái này thêm với nữa là khi mà để xây dựng cái này hoàn toàn không phải xây dựng một cái lại là san lấp mặt bằng hay là làm điện nước xây cầu cống gì hết, nó chỉ có lắp đặt. Není potřeba rozkopat zem, ale všechny káble, všechny přenosové soustavy jsou zabudovány do kolejnic. Để xây dựng hệ thống này ấy, là chúng ta không cần phải đào đất, không phải đào núi, không quét núi, mà chúng ta chỉ có nhiệm vụ là đặt dây ở trong đường ống thôi. Medzi ďalšou výhodou je, že je to jediná dopravní technológia, ktorá je přátelská k životnému prostredí. A đây có thể nói là một cái công nghệ của giao thông mà nó thân thiện với môi trường nhất. Môžeme budovať v korytách řek. Chúng ta có thể xây dựng cái đường này trên cái cả cái dòng sông chẳng hạn. Môžeme ji budovat nad lesmi, v kopci. Chúng ta có thể xây được trên đồi núi.
Jednoducho povedané, sú to roboti, ktoré sú poháňané elektrickým proudem na přepravu lidí a tovaru. Samozrejme, hovorím o novom dopravnom systéme, do ktorého je zahrnuto aj výstavba staníc, šestupov, v rôznych stylech, podľa rôznych náboženství, iný styl pro ázijské krajiny, iný styl pro arabské krajiny, iný styl staníc pro evropské krajiny a tak dále. Cái mô hình mà nó phù hợp với tất cả với các văn hóa, kể cả những nền tín ngưỡng khác nhau như châu Âu, châu Á, đạo Hồi hay là đạo gì cũng có thể sử dụng được. Co je výnimočné na technológii, to je niekoľko vecí. První vec, že sa staví na druhej úrovni, co sme už říkali. Moment, tady oni chtěli vidět, kde je to video, není vidět. Které video? On, ten účastník nevidí. Účastník nás nevidí, kde je jako... Tak se musí přihlásit. To tam kýt, kým ho... Ten link. Ten link je to có, ne? Nó có, okay. Sú také otázky. Otázky na koniec. Các câu hỏi thì các bạn cứ cho lên đấy và sau thì chúng tôi sẽ giải đáp sau. Tôi giờ cứ nghĩ ra cái gì cứ viết. Ja by som pokračoval, že jak som říkal, ohromná výhoda je, že táto technológie sa staví na druhej úrovni. Cái lợi thế của cái hệ giao thông này tức là họ xây dựng ở trên cao. Staví sa na 100 roku, na 100 let. Cái bảo hành của nó ấy, là có thể tới đến 100 năm. Technológia vydrží zemietřesení do 9,1 Richterovej škály stupnice. Cái trụ ấy là được thiết kế và thi công để thì chịu được một cái động đất ở cái độ 9,1 Primalovú vlnu tsunami do výšky 20 metrů. Và có thể tránh được cái tsunami ấy, là sóng thần ấy, đến 20 mét. Odoláva rýchlosti vietra do 250 km za hodinu. Và có thể chịu được cái sức gió tạt với mấy tốc độ là 250 km một giờ. Samozrejme, ohromná výhoda je, že nemôžeme znečistiť spodní vody. Cái lợi nó là gì? Nó không làm hỏng cái mạch nước ngầm. Že je tam voľná migrácia vtáku i zvířat. Là cái việc đi lại không ngăn cản cái sự đi lại của thú rừng hay là trên là các loại chim muông nó có thể đi một cách bình thường. Nepoužíváme žádné vysoké napětí. Trong cái công nghệ này thì chúng tôi không sử dụng đến cái hiệu điện thế cao, cường độ điện cũng cao là chúng tôi không sử dụng. A samozrejme veľkou všetnosť tiež nemusíme pokrývať podvyk zemi asfaltem. Và điều quan trọng là như vậy thì chúng ta không cần phải đi giải nhựa đường làm gì ạ. Veľmi významný je bezpečnostný přínos, bezpečnostný aspekt našej technológie. Ročne zemře na cestách v dôsledku dopravných nehod 1,5 milióna ľudí. Như các bạn biết, được thống kê cho thấy hàng năm là có đến 1,5 triệu người bị chết về tai nạn giao thông. Ďalších 15 až 20 miliónov každý rok má trvalé telesné následky kvôli dopravným nehodám. Và cỡ khoảng 10-15 triệu người bị thế thì các cuộc tai nạn giao thông. Čiže našim poslaním je aj to, když sa vybuduje táto technológia, aby tieto čísla byli co najmenšie. Thì có nghĩa là cái nghĩa vụ của chúng ta, nhiệm vụ của chúng ta, sứ mệnh của chúng ta là xây ra được một con đường mà an toàn nhất cho nhân loại.
Samozřejmě o výhodách by jsme mohli mluvit dva dny. Về những cái lợi thế này, nếu mà chúng ta mà nói thì chắc phải hết cả hai ngày. Kỳ nhiên chúng ta không thể bị lo. Tại không giải quyết vấn đề gì. Thì đó technology này bị dài. Nếu như mà không có ai quan tâm đến cái công nghệ này. Pane teďkom, zítra se vrací pán Junický z Arabských, zo Spojených Arabských Emirátů. Ngày mai thì ông chủ tịch Junický sẽ bay về từ khối Ả Rập Thống Nhất. Kde v pondělí zakládali multi kilometer nového ekotechnoparku. Cũng tại đây, cũng là tại cái viên đá đầu tiên cho cái đường km thứ số 0. A v tomhle měsíci, v tomhle měsíci začne i výstavba prvních kilometrů kolajové dráhy pro vysokorychlostní dopravu. Và cũng sắp tới là sẽ xây dựng con đường khoảng 25 km đường cao tốc. Samozřejmě pro arabské krajiny je velice přitažlivá možnost budovat liniové města. Tại bên Thống Nhất họ cũng đang có những cái ý kiến là muốn xây dựng được thành phố gọi là thành phố thông minh. Výhodou těchto liniových měst je, že se můžou budovat na nepřístupných místech, můžou se budovat na moři, můžou se budovat na půšti i v zavodněných, na zavodněných místech. Těžkom tedy. Là sẽ sử dụng cái công nghệ này để mà cải tạo ra được cái ostrov blízko Abu Dhabi. Đây là cái hòn đảo Hudayriyat. Abu Dhabi. Hudayriyat. Hudayriyat. Teď còn bây giờ là tắt lên. Bây giờ hiện nay nó đang tạo thời trong như thế này này. Sami Pisek. No opět jsme vypadli ze sítě. Nebo že bychom lại bị mất mạng. Pokud se nám natáhne další slide, já bych chtěl k tomu povědět několik slov k tým arabským krajinám. Víme, že bylo propagováno, sám pan Junický řekl, že se tam podpisují kontrakty na 10 miliard dolarů. Nhưng mà thực tế thì những cái chuyện về phía Ả Rập Xê Út thì chúng ta được nghe nói nhiều, có những cái thông tin cho là đã ký và cái hợp đồng với bên Ả Rập Xê Út với Ả Rập Thống Nhất ấy, tức là với cái số lượng khối lượng tính ra đến mức là 10 tỷ đô la. Samozřejmě arabským partnerům musíme proukázat, že naša technologie funguje v jejich podmínkách. Tất nhiên là bên chúng tôi sẽ phải chứng minh cho phía các đối tác Ả Rập là công nghệ chúng tôi sẽ vẫn cứ hoạt động được một cách an toàn trong với cái môi trường khí hậu khắc nghiệt của họ. Proto se tam tenhle měsíc začíná budovat zkušební centrum Spojených arabských emirátů. Chính vì vậy mà vừa nãy là vừa mới đặt cái viên đá để xây dựng trung tâm công nghệ.
druhým cílem pána Junického, druhým cílem návštěvy pána Junického v Emirátoch bylo prověřit i probrat s arabskými partnermi začatí fungování blockchainu. Các bạn bên Ả Rập để hoàn thiện để cho cái chương trình blockchain. Nebo tiež podľa informácií od pána Junického v tomto mesiaci by blockchain mal začít účinkovať. Như theo thông tin chúng ta được biết đó, là trong năm nay thì sẽ hoạt động của cái blockchain. Všechno vyzerá tak, že v pondelí ja budu s pánom Junickým, určite sa dozvím více informácií a pak vás budu samozrejme informovať. Sắp tới thì ông František Sula là vợ thứ hai sẽ làm việc trực tiếp với tổng công trình sư người chủ tịch ông Junický và sẽ biết thêm nhiều thông tin mới. Vrátíme sa k projektu Abu Dhabi. Như vậy chúng ta quay lại với cái dự án tại Abu Dhabi. Toto po obvode ostrova vidíte takéto kruhy, takými paličkami. Các bạn có thể nhìn cái cạnh biển ấy, đấy, có những cái hình tròn chính là những cái tòa tháp cao này. To sú tieto polifunkčné budovy. Đây là những cái khu nhà phức hợp. Ktoré môžu byť ve vzdálenosti až 2 km od seba. Có thể cách nhau với khoảng cách là tới 2000 m. A budú slúžiť ako přestupové stanice našej dopravnej technológie. Thì đấy là cái nơi đầu tiên của dành cho công nghệ giao thông của chúng tôi. Takhle budú vyzerať zevnič. Thì bên trong đó là như thế. Ďalším projektem, ktorý sa bude rozvíjať, je to prímeský projekt prímeskej dopravy v Petrohrade. Mình thấy đây là cái mô hình của cái đường tàu trong nội thành, nội địa, trong nội thành, nội đô. Đấy là cái mô hình giao thông của đô là như thế nào. Kde přímo cestujúci z letiště nad dálnici se budou přemístňovat až k stanici metra. Trên này sẽ dọc cái đường từ Petrograd đến cái sân bay ấy là sẽ có những đường như thế này và còn có những cái hệ thống giao thông giống cái nhà cửa, nhà xưởng, nhà ga ấy, đó thì là một đoạn kiểu khác. Určite ste počuli, že momentálne dokončujeme prípravu projektu pre San Bernardino v Švýcarsku. Thì chương trình của chúng tôi là tới trong thời gian gần nhất sẽ được ký cái hợp đồng làm việc với bên đối tác của Thụy Sĩ. A co mňa osobitne teší najviac, že ja som o tom přesvedčený, že v blízkej budúcnosti začneme budovať projekty v Vietnamu. Trong cái chương trình như này thì chúng tôi tin tưởng là trong thời gian sớm nhất là sẽ đưa ra được cái dự án cụ thể tại thị trường Việt Nam. Samozrejme, veľkým medzníkem v živote spoločnosti bylo vytvoření Skyway Transport Austrálie na čele s generálnym riaditeľom pánom Rodom Hookom. Những đối tác của Skyway ấy, là như ở đây chúng ta nhìn thấy ông người Úc cựu bộ trưởng bộ giao thông xây dựng là ông Rod Hook hiện nay đang quảng cáo rất nhiều cho chương trình của Skyway. A veľkým úspechom našej technológie v minulém roce, respektíve v roce 2016 bylo, že ministerstvo dopravy Ruskej federácie uznalo naši technológii ako technológii inovatívnou technológiou.
Opět jsme byli chvilku mimo. Samozřejmě těch projektů je momentálně, na kterých se dělá, mnoho. Dělá se na některých projektech, které budou v Indii. A tu máte možnost vidět setkání pana Julického s Dalaj Lámou, které bylo v minulém roce. A můžeme vám povědět, že Dalaj Láma na základě žádosti pana Julického tuto technologii posvětil. Và ông Dalai Lama đã làm chứng cho cái công nghệ này. Já bych se teď trošičku zmínil o systému financování, nakolik mnoho lidí si myslí, že ten crowd investment to vymyslel Junický a na mnohých místech Evropy se vybudovaly velice významné stavby právě tímto systémem crowdfunding. Thế thì tôi muốn nói về cái vấn đề đầu tư tài chính cho về như này. Například, nghĩa là nó đã đưa ra cái đầu tư mô hình đầu tư đại chúng. Například tunel pod La Manche, který spája Francúzsko s Velkou Británií. Thế ví dụ như là cái con đường là vượt biển, con đường hầm vượt biển. Longster từ Pháp các chị em nhé, thì con đường này sẽ có rất là nhiều người tham gia, rồi trong đó người tham gia dự án. Teď se budoval formou grant fundingu a teďkom ty investoři, kteří investovali počas výstavby do tunela, přijímají dividendy. Và những cái người nào mà đã đầu tư vào cái câu lạc bộ này, này hiện nay họ đang lấy tiền lại về. Na stadionu, například v Rakousku, stadion Rapid Wieden se postavilo za pomoci crowdfundingu, kde sympatizanti a fanoušikovia přispěli na výstavbu stadiona a teďkom z zisku klubu získávají též dividendy. Họ đã cũng theo hình thức crowdfunding đã xây dựng được cái câu lạc bộ, câu lạc sân vận động và những người mà trong fan club ấy mà đã bỏ tiền ra thì bây giờ hiện nay là đang lấy tiền về. Přesně to jisté čeká našich investorů, když technologie začíná na sebe zarábat, že 20% z zisku bude rozděleno mezi nás, mezi investorů do technologie. Đây, những cái người nào mà có đầu tư vào trong Skyway thì khi mà có cái dự án ấy, thì những cái lợi nhuận được chia theo cái tỷ lệ cổ phiếu. To jisté, co se dosáhlo vybudováním tunelu pod La Manche, pod kanálem La Manche, jak se stavějí stadiony, jak se stavějí jiné stavby, to jisté se dělá v Bělorusku výstavbu v ekotechnoparku. Cái chương trình crowdfunding này họ đã xây dựng nên được cái câu lạc bộ viên rồi những cái chương trình đường tàu vượt biển ấy là họ cũng đã xây dựng được để mà nó chạy. Ecotechnopark se staví o rozlohe 36 hektarů. Và cái các loại tàu đấy đã xây được nó chạy trong cái công viên công nghệ nedaleko hlavního města Běloruska Minsk. Công việc cái trung tâm này á là nó nằm ở cách thủ đô Minsk khoảng 60 cây. Konkrétně městečko Marina Gorka. Thành phố nó gọi cụ thể nó gọi là Marina Gorka. Tento ekopark slouží jako testovací i středisko, testovací certifikační středisko pro naše technologie. Là gọi là thành phố của trung tâm để test thử nghiệm để cho đường.
Na samozrejme vybudovanie takéhoto ekofestivalu stálo nejakýchto peniaz. Để mà xây dựng được một cái khu là cái khu mà vừa rồi cái phần festival đấy thì nó cũng là tốn như thế. Práve vďaka vám, vďaka nám investorom, pán Junický mohol svoj sen proviesť do reality tým, že sa investovalo do výstavby ekotechnoparku okolo 300 miliónov dolárov. Vậy ạ, chỉ phải nhờ các bạn đến Junický cũng đã xây được cái công viên công nghệ sinh thái ở tại Belarus với cái chiều tổng cộng là 360 36 hecta và cái công viên 36 hecta thì đã đầu tư vào đấy khoảng 350 triệu đô la rồi. Každý týden máme nové videá, nové fotky, jak práce postupují v výstavbě ekotechnologie. Ngày là chúng tôi sẽ có những thông tin mới để tải lên cho các bạn và đọc cái thông tin cái mới ở trong cái aby sa to mohlo diť, aby sa mohlo delať systém investovaní. Để mà hoạt động được cái hệ thống đầu tư ấy, tài chính. Spoločnosť v roku 2014 imitovala 400 miliard zakrytých startupových akcií. Thì trong năm 2014, công ty đã cho định giá và bốn công ty nổi tiếng của thế giới về thẩm định. Họ đã đưa ra con số là 400. Dala možnosť rôznym ľuďom na rôznych kontinentech investovať do tohto projektu. Và cũng như đó mà nhà, các nhà đầu tư ở khắp nơi, ai cũng có thể đầu tư được. Samozrejme, tých možností je více. Nhưng là những cái khả năng thì nó cũng rất là nhiều. Nakoľko forma investování a výška investic se liší? Thì chúng ta có thể tìm ra những cái là cái mức độ cao hoặc thấp, từ mức độ thấp trở lên. Je možné, je umožneno, aby do projektu investovali aj studenti, aj staží lidé, na samozrejme aj lidé, ktorí mají více peniaz, napríklad podnikatele. Cái đầu tư ở đây thì nó phải cho đầu tư một cách đại chúng luôn, tổng quản lý dân sự rộng rãi luôn, với cả những cái người nghèo hay là người ít tiền đấy, mà những người không có đủ tiền như các nhà doanh nghiệp thì người ta cũng có thể đầu tư được. Investorom sa predstavili rôzne programy, rôzne balíky možnosti investovaní. Tính vì vậy mà chúng tôi đã đưa ra các loại gói đầu tư khác nhau. Samozrejme, jedna vec je zachovaná, čím vyššia investice, tým výhodnejší. Tým lepší diskont, tým vyšší diskont, tým vyšší zľavu. Những người nào mà mua với cái số lượng lớn nhất ấy, thì sẽ có được một cái tỷ giá là tỷ giá cao nhất. Các bạn có nhìn thấy trên màn hình đấy, cái hàng VIP, đầu tư VIP thì là ở cái mức độ ví dụ là 5.000 thì các bạn là nhân với 60, tức là hệ số là 60 đô, 1 đô thì 60 cổ phần. Nhưng mà khi mà 60-50.000 thì lại là 70, hệ số 70. Samozrejme je možno delať investície buď na splátky, nebo jednu investíciu celou sumu. Về đầu tư ấy, chúng ta có là đầu tư bằng cách là mua thẳng hoặc là trả góp. Nếu như mà chưa có đủ tiền thì nhưng mà vẫn có một cái nguồn tiền tới ấy, thì nên là một cái khoản trả góp. Minimálna výška investície 15 dolarů. Cái gói bé nhất của chúng ta đầu tư vào là 15 đô la. Maximálna výška není ohraničená. Còn cái mức ở trên ấy, trần này thì không hầu như là không có một cái giới hạn nào. Samozrejme, všetci rodiče môže sa delať investície až aj pro deti. Thông qua những người bố mẹ thì là có thể đầu tư được cho con cái, nếu các bạn nhìn thấy. Když se akcie na deti přepíšu, když oni dosáhnou 18 let svoje svým vlastně. A cái số tiền là tài khoản để chuyển sang hẳn cho tên của con sau khi mà nó lên sàn. Každý
každý má možnosť podľa svých možností a schopností si vybrať niektorých z tých balíkov programov. Vậy là chúng ta tùy theo cái khả năng và sự mức độ dũng cảm của mình để mà chọn gói nhỏ hay là gói to. Nebudem sa teďkom venovať presne každému programu, popisovanie každého programu, to si môžete pozrieť na vašich osobných stránkach Skyway Capitalu. Mọi thông tin ấy là nó sẽ có cập nhật để trên cái trang cá nhân của. Ale co je velice důležitý? Điều quan trọng nhất. Aké sú záruky? Aké sú garance pre človeka, ktorý investuje peníze do tohto projektu? Làm thì có cái bảo hành, có sự đảm bảo. Kiểu chỗ này thì các bạn là cái phần bảo đảm nó khó. V první řadě je potřeba povědět, že se investice dělají na základě konvertibilní smlouvy. Bây giờ là các sự hoạt động đều có những cái hợp đồng cụ thể. Konvertibilní zmluva zaručuje investorovi několik věcí. Và chính cái này nó cũng đảm bảo cho cái người đầu tư được được bảo hiểm. Konvertibilní znamená vyměnitelný. Cái này nó có thể cái nó có thể thay đổi được. Samozřejmě, jak jsem říkal, každá investice se dělá na základě klientské smlouvy. Investuje se do podílu do uzavřených startupových akcí Eurasia Rail Skyway System Holdingu s nominální hodnotou každý jedný akci 1 dolar. Và chúng ta có thể đầu tư vào đây với một cái cổ phiếu ấy, là ấn định nó là một cái nộp cổ phần đúng hơn một cổ phần thì sẽ là một ấn định là một đô cho đến khi mà nó lên sàn. Každý investor je zaradený do registra vlastníků podílu, který to znovu zpět. A giá của ban đầu là một đô tính là ấn định là với sàn nó là như vậy. Já se ospravedlňuji, určitě příští týden se to nestane, budeme vysílat z jiného místa, kde bude kvalitnější internet. Đáng tiếc tức là hôm nay cái kỹ thuật nó kém, nên là kỹ thuật là phần sau thì cái kênh đây mà nó tốt hơn, nên cái điều kiện là để trang bị kỹ thuật nó tốt hơn để nó không bị lạc lõng như thế này. Velice důležité je vědět, že každý investor se stává vlastně spoluvlastníkem technologie. Bây giờ nó lại tóm lại là những cái người nào mà có cái cổ phần thì là đã trở thành đồng sở hữu, đồng chủ nhân của công nghệ này. Každý investor má možnost se rozhodnout. Mỗi nhà đầu tư là có quyền tự quyết định, tự chọn. Či do budoucna bude znášet rizika trhu, když budeme na burze? Là xem thử có dám là quyết trước khi mở lên sàn không? A nebo si vybere tu možnost, zabezpečenou možnost, že po třech letech když on zainvestoval, může svůj vklad získat od společnosti zpět s nějakým příbylom, s nějakým přínosem.
potřeba vysvětlit tu registraci. No, robí nám ten internet nepliku. Samozřejmě to jsou jen některé garance, některé zabezpečení investorů. Dívejte se, já nechci vysvětlovat, jak přišli na trh veliké giganty jako Google, Microsoft, Walmart, Boeing, Alibaba, Apple, další. Nếu bạn biết là với các cái ông khổng lồ ở trên thị trường này, như là Google này, tất cả bán dở này, Alibaba này, Microsoft, Walmart, BS và họ có những cái bản chế thật là không nhỏ. Tôi đi vào velice v krátce. Zuckerberg připravoval Facebook na burzu 7 let. Nếu thể nói là năm 2007 khi mà Facebook lên sàn, thì nó đã có sự chuẩn bị của họ là đến trước 7 năm này. Facebook đi startup ở phase 7 let. Họ phải chuẩn bị trong xây dựng để mới được sàn lại mất đến những 7 năm. Naša společnost je čtvrtý rok. Còn công ty của chúng ta ấy, thì là đến cái năm thứ tư. A keď všechno bude v pořádku, všechno půjde tak, jak se předpokládá, tak příštím roce pojedeme na burzu. Nếu nhưng mà không có gì thay đổi thì theo chương trình ấy, thì năm tới tôi nghĩ rằng là năm tới sẽ là lên lúc lên sàn được. S reálnou hodnotou jednej akcie kolem 1 dolaru. Với cái chỉ giá của một cổ phiếu đó là lúc lên sàn là 1 đô la. Co si myslíte, kto pochodil u Facebooku dobře? Thì ai có thể nói được những cái gì mà cộng với Facebook mà nó được tốt là như thế nào? Podle mě lidi, kteří si koupili před akcie počas startupové fázy. Tôi nghĩ rằng là những người nào mua được cái cổ phiếu Facebook trước khi lên sàn thì những người làm được tốt nhất. Teď còn každá akce Facebooku stojí víc jako 200 dolarů. Và trong thời gian hiện nay là Facebook nó đã có giá trị là 207 đô một cổ phiếu rồi. Postupně to jste čaká společnost Skyway. Và chắc thì trong thời gian tới thì cái số phận của công ty Skyway cũng sẽ là như vậy. Protože vo světě nemá nikto takovou technologii v dopravě, která dokáže vyřešit globální problémy v dopravě. Cái điều đó vì sao vì cái công nghệ của Skyway nó vừa tốt vừa rẻ thì là cho nên cái việc lên sàn nó sẽ lên giá là chuyện bình thường. Jak jsem říkal, já jsem rád, když mám z čeho si vybírat. Tôi rất mừng là tôi có cái điểm mà tôi lựa chọn. Buď se stanu akcionářem společnosti. Ví dụ như tôi sẽ muốn trở thành chủ nhân của công nghệ. Samozřejmě znáším všechny ty dopady, které nás v budoucnosti čekají. Že znáším všechny ty dopady negativní či pozitivní. To je něco, co má no, có tính chất tiêu cực, nó xấu thì cũng đã qua. Čiže jsem si vědomý toho, že jsem joint venture společnosti, joint venture projekte, že jsem v rizikovém projektu, ale v rizikovém projektu jsou aj velké zisky. Đơn giản, tức là cái nơi nào mà có cái mạo hiểm lớn ấy, thì nó sẽ có người là lớn. Và bây giờ là cái gì cũng chưa rõ ra, cái nào mới là cơ hội. Teď mám možnost koupit předakcie nebo startupové akcie společnosti Skyway 50 razy nižší cenou, v jaké nominální hodnota? Trong giai đoạn hiện nay, chúng ta có thể mua được cái cổ phiếu của Skyway với cái giá nó là 20 lần. Tak já si myslím, že je to dobrý biznis. Thì tôi nghĩ là đấy một cái biznis rất là tốt. Lebo lidi jsou schopni si dolámat nohy a přespat celou noc před nákupnými střediskami Spojených státek, když je Black Friday, když je 70% na
sleva na výrobky. Thì cái gì nó cũng quan trọng là bây giờ giá cả mới là cái phần quan trọng. No, nebo si zvolím bezpečnou cestu? Mám cách nữa là chúng ta tìm cách là an toàn. To znamená, teďko požičám své peníze. Už to musíme rýchle dokončiť. Ja to zopakujem ešte jednou. Nebo si vyberú bezpečnú cestu. To znamená na základe smlouvy požiča svoje peníze společnosti. Stávam sa věřitelem společnosti. To je ten, ktorý má chủ nợ. Đối với công ty. Samozrejme s garancemi. Và thế là có cái bảo hành, có sự bảo đảm. Po třech letech, když jsem investoval, si požádám od společnosti, aby mi vrátila moje peníze aj s nějakým úrokem. Sau 3 năm thì tôi có thể trả lại cho các bạn, cho những cái nhà đầu tư, cho nhà người cho vay ấy, lại cùng với cái số tiền đấy, cùng với cái tiền lãi suất. To znamená něco podobného, jak by jsem měl peníze v bance na účtu, no jen v bance žádnou záruku nemá. A to je to stejné, že bạn có tiền thừa, tiền nhàn rỗi sau nhà băng, thì sau đấy là sẽ lấy lại, nhưng mà nó tới thôi, nhưng mà nhà băng cũng chưa chắc đã có quá nhiều bảo hành. Čiže každý z nás, každý z vás si má možnosť tieto informácie si ověřit na internetu, na našich stránkách. Cái vấn đề này đó là ai cũng có thể có quyền được kiểm tra trên mạng, trên các cái trang mạng, trên các cái trang cá nhân của mình. Správne sa rozhodnúť. Và chúng ta sẽ, các bạn có thể tự quyết định được. Thế to podľa mňa. Và về vì như, đối với tôi ấy. Takýto projekt, takáto možnosť. Thì tôi cũng có một cái khả năng đó là như vậy. Přichází raz to, za 100 rokov. Cơ hội thì nó sẽ đến chỉ một lần trong đời. Vy samozrejme rozhodnutí je len a jedna vás. Và quyết định này thì cũng chỉ là do các bạn mà thôi. Pokud sú nejaké otázky, ja bych vám je zodpovedel, neviem, či ktoré otázky vidím nejaké. Thì sẽ trả lời. Tu poď vyššie, či tam byli nejaké otázky. Díváme sa na chat? Nie, sem ko hovorí aj. Příští týden... Dự kiến... bao giờ kết thúc giai đoạn 12 và trong thời gian nào kdy bude končit 12. etapa? Já jsem říkal, že pan Nemický se zítra vrací z Spojených arabských emirátů. Với câu hỏi của bạn Nguyễn Văn Danh, tức là dự kiến giai đoạn 12 kết thúc vào khoảng thời gian nào, thì ông Sola ông nói rằng là ông
Zelensky ngày mai ông sẽ từ bên Ả Rập sẽ trở về, đúng ngày trở về. Podle mě do konce tohoto měsíce bude změna na 13. etapu. Như tôi dự đoán thì cứ khoảng trong cuối tháng này sẽ chuyển lên nào. Momentálně ještě je veliká příležitost, veliká možnost. Có nghĩa là trong cái thời gian hiện nay, nó vẫn còn có một cái cơ hội rất lớn cho những bạn chủ đầu tư. Využít tuto etapu na investice s vyšším diskontem. Gọi là thời gian này ấy, là với cái giá vẫn còn rẻ trong trong của trong cái thời gian này. Thì ai cũng có thể quyền mua. Nebo jistě víte, že v 13. etapě ten diskont bude hodně nižší, jak je teď. Vì như bạn có thể biết rồi là giá của giai đoạn 13 nó là cao hơn rất nhiều. Ještě jsou nějaké otázky? Thời gian từ khi mua cổ phiếu đến khi được cấp giấy chứng nhận cổ phiếu là bao nhiêu? Hẳn đội đặc lâu hồ sẽ được sản lợi đối câu đọc certificate o investici. No, je to teďkom různě. Některým klientům přichází ten certifikát do 3 týdnů, některým do měsíce, některým do 2 měsíců. Tùy có những người thì có thể sau 2 tuần là có người 1 tháng. No, jak jsem říkal, certifikáty se doručují za některým klientům za 3 týdny, za měsíc, za 2 měsíce. Závisí to od kapacity a od možnosti zpracování údajů o společnosti Skyway. Zrovna ty tady to je fungovat bůh to, ale những người mà xử lý thì nó có người sớm, có người muộn, nhưng mà chắc là phải có hết. Ale důležitější je, že ako náhle vy uzatvoříte například splátkový program. Như là các bạn có thể làm được cái chương trình gói trả góp. Ale uděláte jednorazovou investici. Hay là chọn gói trả thẳng cùng lúc. Okamžitě jste zapísaní do registra investorů společnosti, co si můžete zkontrolovat na vlastnom, na vlastní stránce, přesně tam, kde máte uvedené certifikáty. Khi mà các bạn có đầu tư ấy, là đều có được chứng nhận ở trong trang cá nhân của mình. Můžeme se dohodnout na otázkách. Na co byste potřebovali odpověď? Các bạn có thể thỏa thuận với nhau, các bạn muốn hỏi về cái vấn đề gì? Že byste posílali vaše otázky mailom pánovi Teovi. Các bạn có thể gửi qua email cho tôi, thì là tôi sẽ trả lời cho các bạn. My bychom se stále na následující webinár připravili odpovědi na tyto vaše otázky. Khi mà chúng tôi đã xử lý để làm các vấn đề về webinar cho hàng tuần, thì chúng tôi sẽ cập nhật thông tin để trả lời cho các bạn. Informace.
Informácie o projektu v Dubaji, nakoľko veľmi často vypadáva internet, tak jak som říkal, pošlite vaše odpovedi, vaše otázky na e-mailovú adresu pána Tea. On svoju e-mailovú adresu teďkom napíše sem do chatu. A buď vám pošleme odpoveď mailem, nebo budúci týden na konci webináře, že vás budeme informovať. Câu hỏi thì bạn có thể gửi về cho tôi theo cái địa chỉ te.area@sesnam.cc. No ja by som vám chcel poďakovať za vašu účasť. Ja viem, že to teďkom poprvé nebylo nic moc. My sa budeme snažiť, tak som slíbil, nájsť tú možnosť vysílání bez problému, bez technických problémů. Ja vám ďakujem, že ste sa přihlásil. Čejím vám ešte pekný večer a príjemnú dobrú noc. Ďakujem.